Mọi người tát luôn vào clip tôi gấu này nhiều quá. Vậy là phải bút liền về coi thử có gì đặc biệt. Vừa cầm trên tay là tôi đã thấy siêu hối hận luôn. U là chờ chỉ với 5 chai stin thôi mà cưng như vậy nè. Tôi biết vậy là tôi múc đủ 3 màu luôn cho rồi. Ngoài hình gấu bu ra thì còn có cả hình gấu dâu. Còn cái con màu xanh nhìn quen lắm nhưng mà tôi không có nhớ tên. Dây kéo chắc chắn và đựng được siêu nhiều đồ luôn. Mọi người cho tôi lời khuyên là có nên múc cả hai em còn lại luôn không nha.